Xin chào tất cả các bạn. Và hiện giờ mình đang chuẩn bị đóng một cái yếm bẩn đi thay phòng nha. Và yêu cầu của khách mua là phải coi hàng trước khi hàng đi. Đây. Rất là đẹp. Nên ken. Hàng coi như gần như là chưa xài. Đây là một cái bẩn custom đèn vuông có đề nha. Thì đối với những dòng xe mà đèn vuông có đề, chúng ta sẽ xài cái bẩn này. Đây là cái lỗ để bắt cái đề. Còn đèn vuông không đề thì chỗ đây nó liền luôn. Nó liền luôn ở đây. Nó không có lỗ chỗ đây. Và đèn vuông thì chỗ này nó cao hơn. Còn đèn tròn thì nó không có chỗ đây. Nó chỉ xuống tới chỗ đây thôi. Đây là bẩn rất là đẹp. Chưa xài. Ok, bây giờ xin mời tất cả các bạn sẽ cùng mình đóng hàng. Các bạn rất là thích coi đóng hàng, tại vì đóng hàng là thực tế đúng không? Thì khi các bạn mua cái yếm bẩn này thì mình sẽ bỏ trong cái thùng xốp này nha. Đấy, mình sẽ bỏ cái thùng xốp này. Chuyển đi, chuyển bằng bưu điện, chuyển bằng xe, chuyển bằng thông thường chuyển cái thùng xốp này. Gửi cái yếm bẩn mình sẽ chuyển chậm 7 ngày, còn chuyển nhanh thì 3 ngày, chuyển nhanh cước nó mắc. Thông thường mình sẽ chuyển chậm nha. Còn đối với mà khách nào yêu cầu chuyển nhanh thì mình sẽ chuyển nhanh. Đối với khách này là yêu cầu chuyển nhanh. Rồi phương thức mua hàng là chuyển tiền trước nhận hàng sau, không ship code nha. Thì các bạn chuyển tiền trước cho mình nhận được tiền mình sẽ ship hàng. Tương tự đây là các bạn đã được nhận tiền và mình ship. Rồi, hôm nay là ngày 12 tháng 11 để tiền nhận được trong ngày 12. Là bây giờ đóng hàng thôi. Thank you.
quay được. Cầm cái máy mà. Em quay đúng lắm rồi chứ. Thank you.
Ok, như vậy là xong, cái bẩn đi Hải Phòng nha. Ừ, sau đó con chạy được rồi. Ừ, xe đi đâu? Đi vô trong nhà. Cái bẩn đó của thằng nào đây? Rồi. Của anh Đỗ Văn Tùng 12/51/23 Thiên Lôi Lê Chăng Hải Phòng. Ok, số đuôi 1283 nha.